Xin chào tất cả quý anh chị em, các bạn người Việt Oregon. Hôm nay đến một cái vườn hoa đào, thì còn vài ngày nữa là Tết cổ truyền của người Việt Nam mình rồi. Thì bên Việt Nam mình nó thường là có hoa mai và hoa đào. Ở bên Mỹ mình thì hoa mai thì cái bang mình thì nó lạnh quá, nó không có, thì chỉ có hoa đào thôi. Thì tới đây thì mình quay cái hoa đào này, nó đang nở cái nụ cho quý anh chị em mình coi nha. Wow, hôm nay nụ quá chừng nè. Lên kia mình thấy đẹp không? Này nó mới nở, hiện tại thời tiết hơi hơi lạnh đó, thì nó bung cái vỏ lụa nè, vỏ trấu nè, đây là hoa đào. Thấy đẹp không? Đây chuẩn bị nó nở ra nè. Cái cành này, cái này nó hơi lạnh, còn vài ngày nữa thì nó sẽ nở ra rất rất là đẹp cho quý anh chị em mình xem ha. Đây nó đang như nào, nó bốc cũng nhiều, bốc nó rất là nhiều. Nó nở rồi nè, hoa này nó nở. Bây giờ quý chị em mình, cái này là hoa, cái này là hoa đào, đào mới ha. Ở bên đây, ở bên đây cây cũng cây đỏ luôn đó bạn, đang nở bứt rồi nè. Hoa này, cây này là bứt. Bên Việt Nam mình thì hoa mai. Hôm nay thì lạnh quá thì không có hoa mai, chỉ có cây đào thôi. Ở đây là cái này là vài bữa nữa tới đây quay là nó sẽ đẹp. Cái này là một cắn, cái này là cắn thì nó nở rồi, hoa đào cắn. Quanh đây quay cho mấy chị xem coi nha. Đây thì trắng nhiều hơn, có mấy cái đỏ thôi. Ở đây bức phong lên thì đẹp không? Đây là một trong những cái gì nào nhỉ?